giá vốn thì như đang tính theo cái giá mua hiện hành thôi, còn nếu về nhà anh chị mua giá khác thì giá vốn nó khác. Thì ở đây ví dụ mình tính là mua một ký về 25 ngàn, mà mình sử dụng nửa ký thì giá vốn đâu đó từ 13 cho tới 15 ngàn trên một chai cần tây nguyên chất. Thì á, cái chai cần tây nguyên chất này nè, nếu mà nguyên chất thực sự mà người ta bán uy tín á, là người ta bán 40-50 ngàn thì mình có thể bán 30 cũng được, tùy mình, tùy vào giá bán bao nhiêu á, thì nó không có một cái giá bán chung cho tất cả các chủ quán, mà giá bán á, nó sẽ phụ thuộc vào nơi khu vực mình mở quán. Ví dụ mình nghiên cứu xem cái giá nước ép xung quanh, giá trà sữa, giá cà phê xung quanh một cái phần nước uống là trung bình là bao nhiêu, thì đối với những cái nước uống mà tốt cho sức khỏe thì mình có thể bán bằng hoặc bán mắc hơn một chút. Ví dụ trà sữa bình thường 25 đi thì nước cần tây có quyền bán 30, bởi vì nó là những cái thứ tốt cho sức khỏe thì mình có quyền lên giá một chút so với giá khu vực nơi mà mình mở quán ha. Bởi vì nếu mà mình bán mắc quá thì người ta không uống rồi đó, mà bán rẻ quá là người ta nghi ngờ liền, nghi ngờ về chất lượng đồ uống. Nên là Nhi sẽ tính là tính cái giá vốn đây cho cả nhà mình, còn giá bán ra là do mình tự quyết định, do cái nơi mình thuê mặt bằng để mình quyết định ha.